Chúng ta sang bài luyện tập trang 70. Bài 1, tính rồi so sánh kết quả tính. Năm chia 0,5. Ta sẽ thử phép tính chia này. Đúng không? Phải chia ra nháp như này. Phần thập phân của số chia có một chữ số nên ta thêm vào số bị chia một chữ số 0. Gạch số phẩy đi. Tôi lấy 5 chia 5 bằng 50 chia 5. 5 chia 5 là 1, 1 5 là 5, 5 chia 5 bằng 0, hạ 0. 0 chia 5 được 0. 0 nhân 5 bằng 0, 0 chữ 0 bằng 0. Và kết quả là bằng 10. Đúng không? Và về 5 nhân 2. Và cũng bằng 10. Để ta kết luận là hai kết quả là bằng nhau. Ý B. Và ý A vẫn còn phép tính nữa. 52 chia cho 0,5 sẽ bằng 5. Và thập phân có một chữ số thêm 0 ở đây. 5 trên 5 là 1, 1 5 là 5, 5 trên 5 là 0, hạ 2. 2 trên 5 là 0. 0 trên 5 là 0, 2 chia 2 chỉ 0 bằng 2, hạ 0. 20 trên 5 được 4. 4 5 20, 20 trừ 20 bằng 0, bằng 104. 52 nhân với 2. 2 nhân 2 là 4. 5 nhân 2 là 10, cũng bằng 104. Như vậy ta thấy hai kết quả là bằng nhau. Ý B. 3 chia 0,2 và 3 nhân 5. 3 nhân 5 thì bằng 15 rồi đúng không? 3 chia 0,2 thì chia ra. Phần thập phân của số chia có một chữ số, ta thêm vào số bị chia một chữ số 0. 3 chia 2 được 1, 1 2 là 2. 3 trừ 2 được 1, hạ 0. 10 chia 2 được 5. 5 2 là 10, 10 trừ 10 bằng 0, cũng bằng là 15. Vậy hai kết quả này ta thấy là bằng nhau, đều bằng 15. Ý C. Không ý C, ý thứ hai của ý B. Đó là 18 chia cho 0,25 và 18 nhân 4. Tôi lấy tính 18 nhân 4 trước đi. 48 32 với 2 nhớ 3, 41 là 4 với 3 là 7, 72. 18 chia 0,25. 5. Phần thập phân của số chia có hai chữ số nên ta sẽ thêm hai chữ số 0 vào số bị chia. Bỏ dấu phẩy đi. Bằng 1800 chia cho 25. Ta lấy 180 chia 25 được 7. 75 35. 40 trừ 35 được 5 với 5 nhớ 4. 72 14 thêm 4 là 18, 18 chia 18 bằng 0. Hạ 0. 50 chia 25 được 2. 2 nhân 25 bằng 50, 50 chia 50 bằng 0, bằng 72. Và ta thấy là hai kết quả của nó cũng bằng nhau, đều là 72. Bài số 2. Nhìn vào bài số nhất, thứ nhất thì ta thấy là khi mà chúng ta chia cho 0,5 thì chính là chúng ta nhân với 2, đúng không? Còn chia cho 0,2 chính là nhân với 5, còn chia cho 0,25 chính là nhân với 4. Ta có bài số 2 này, tìm x. Ý A, x nhân 8,6 bằng 387. X sẽ bằng 387 chia cho 8,6. X sẽ bằng 1 là một chữ số. Vậy ta thêm vào số bị chia một chữ số 0, bỏ dấu phẩy đi. Bằng 3870 chia 86. Ta lấy 387 chia cho 86 được 8432 được 4 lần. 8648 được 8 lần. 8648 với
8 nhân 4. Đâu? Được 4 lần, quên. 4, 4, 8, 32. 4, 4, 6, 24. 27 chứ 24 được 3, 3 nhớ 2. 4, 8, 32 thêm 2 là 34. 38 chứ 34 được 4. Không. 30, 430 chia cho 86. Được 5. 5, 6, 30 với 0 nhớ 3. 5, 8, 40. Thêm 3 là 43 bằng 430. 430 chứ 430 bằng 0 bằng 45. Ý B. Chín phẩy năm nhân x bằng 399. X bằng 399 chia cho 9,5. Đấy, bằng 3. Phần của số chia có một chữ số, ta thêm một chữ số 0 vào đây. Lấy 399 chia 95 được 4936. 4936 4520 thêm 2 nữa là 36, 22 là 38 được 4 lần. 4 nhân 5 bằng 20, 29 từ trừ đi 20 được 9, 9 nhớ 2. 4936 thêm 2 là 38, 39 trừ đi 38 được 1. À không. 190. Được 2 lần. 25 là 10. Được 0 nhớ 1. 2918 thêm 1 là 19 bằng 190. 190 trừ 190 bằng 0. Vậy bằng 42. Bài 3. Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau. Mỗi chai có 0,75 lít. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu? Thùng to có từ này, thùng bé thì có từ này. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau. Mỗi chai có từ này lít. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai? Vì mỗi chai chứa 0,75 lít cho nên chúng ta sẽ cộng tổng số thùng bé và thùng to với nhau sẽ là bao nhiêu lít. Sau đó chia cho số lít ở một chai thì nó sẽ ra số chai. Ta sẽ có bài giải. Tổng số lít dầu có là 21 cộng với 15 sẽ bằng 36 lít. Cho vào mỗi chai là 0,75, vậy thì ta sẽ có là 36 chia cho 0,75 thì sẽ ra là bao nhiêu chai? 36 chia 0,75 chia 0,75 thì cha thấy là số chia này nó có hai chữ số ở phần thập phân, cho nên ta sẽ thêm hai số 0 vào số bị chia vào dấu phẩy đi, sẽ bằng 3600 chia cho 75. Ta lấy 360 chia cho 75 được 6742 37535 75735 5525 thêm 2 nữa thì 37 rồi, không được. Không được 5 lần, được 4 lần.
4520, 20 trừ 20 bằng và 0 với 0 nhớ 2, 4728 thêm 2 là 30, 36 trừ 30 được 6, hạ 0. 600 chia 75. 85 87 56. 56. Được 8 lần. 85 40. 40 trừ 40 bằng 0 với 0 nhớ 4. 87 56 thêm 4 là 60, 60 trừ 60 bằng 0. Vậy nó bằng 48. 48. Cha. Đáp số. Bốn mươi tám chai dầu. Ta sẽ làm bài số 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 12,5 m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25 m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó. Muốn tính chu vi thửa ruộng thì ta sẽ phải biết được chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng. Ở đây ta biết chiều dài là chiều rộng là 12,5 m rồi. Còn chiều dài thì chưa biết. Và biết diện tích của cái thửa ruộng đó bằng diện tích của hình vuông có cạnh là 25 m. Vậy thì từ cái diện tích của hình vuông này có cạnh là 25 m này, ta có chiều rộng và diện tích bằng diện tích của hình vuông thì ta sẽ tìm được chính là diện tích của nó bằng diện tích của cái hình vuông cạnh là 25 m. Thì ta sẽ tìm diện tích của hình vuông này, thì tìm ra được diện tích của hình vuông này chính là diện tích của cái thửa ruộng đó. Và dựa vào cái diện tích của thửa ruộng đó thì ta sẽ lấy diện tích đó chia cho cái chiều rộng thì nó sẽ ra chiều dài. Và ta tìm được chiều dài rồi thì ta sẽ lấy chiều rộng nhân chiều dài thì rộng cộng chiều dài nhân 2 thì sẽ ra chu vi của thửa ruộng đó. Vậy bài này thứ nhất là ta sẽ làm một phép tính này. Làm hai phép tính, ba phép tính. Ta sẽ có đi tìm lần lượt. Để tìm được chiều dài thì ta phải biết được diện tích của nó. Để lấy diện tích chia cho chiều rộng thì nó sẽ ra chiều dài. Mà diện tích của cái hình của cái thửa ruộng này nó bằng diện tích của hình vuông cạnh là 25 m, cho nên diện tích của nó sẽ là 25. Vì diện tích của thửa ruộng chính là bằng diện tích của hình vuông, cho nên là diện tích của hình vuông nó sẽ là 25 nhân với 25 cạnh nhân cạnh ấy. Bằng cạnh nhân 55 25 với 5 nhớ 2, 25 là 10 12. 10 5. Là mét vuông. Bây diện tích của thửa ruộng rồi, ta lấy diện tích chia cho chiều rộng thì nó sẽ ra chiều dài. Thấy ở đây phải được phân có một chữ số, thêm một chữ không ở đây. 625 chia cho 125 được 5 lần. 5525 với 5 nhớ 2, 52 là 10 thêm 2 là 12, với 2 nhớ 1, 51 là 5 thêm 1 là 6, 0, hạ 0. 0 chia cho 125 được 0, bằng 50 mét. Có chiều dài chiều rộng rồi, ta sẽ tính chu vi của thửa ruộng đó. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật chính là bằng chiều dài cộng chiều rộng. Chiều dài là 50 cộng chiều rộng là 12,5 nhân với 2
5 2 6 tất nhân 2. 25 là 10 với 0 nhớ 1. 2 1 là 2 là 4 thêm 1 là 5. 2 6 là 12. 125,0 chính là bằng 125 mét. Đáp số là 125 mét.